Ngày hôm nay 14 tháng 10, các tỉnh thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam vẫn ở trong cao điểm của đợt mưa rất lớn. Trong 2 ngày tới, tổng lượng mưa tại các khu vực trên phổ biến từ 200 đến 300mm, có nơi trên 500mm. Trọng tâm mưa trong đợt này tập trung ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam với lượng mưa lên đến 300 đến 450mm. Một số nơi có thể mưa trên 800mm chỉ trong vòng 2 ngày. Tại khu vực phía Nam Nghệ An và Quảng Ngãi, mưa giảm so với một ngày trước nhưng vẫn duy trì cường độ lớn. Lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi trên 200mm. Đáng lưu ý, giai đoạn từ đêm 15 đến ngày 17 tháng 10, mưa lớn tiếp tục xuất hiện ở các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Tổng lượng mưa trong đợt này được dự báo từ 150 đến 300mm, một số nơi trên 700mm. Với lượng mưa liên tục lập đỉnh kéo dài nhiều ngày, miền Trung đối mặt với thiên tai nghiêm trọng. Đặc biệt sau ngày 17 tháng 10, mưa lớn ở miền Trung còn kéo dài và diễn biến phức tạp. Cảnh báo từ nay đến ngày 16 tháng 10, trên các sông ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam xuất hiện một đợt lũ. Biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3 đến 8 mét, hạ lưu từ 1 đến 4 mét. Trong đợt này, mực nước đỉnh lũ ở thượng lưu sông La, Hà Tĩnh, các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam lên mức báo động 1 và báo động 2, có lúc trên báo động 2. Trên các sông suối nhỏ, lũ khả năng lên ở mức báo động 3, hạ lưu sông La dao động ở mức báo động 1. Do đó, người dân cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ ở vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam. Mưa lớn khiến nhiều khu vực trên thành phố Đà Nẵng bị ngập sâu từ 30 đến 60cm. Riêng khu dân cư trên đường Mẹ Suốt ở phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng bị ngập hơn 1 mét. Theo báo cáo lúc 6 giờ ngày 14 tháng 10 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng, toàn thành phố đã sơ tán 2.316 người dân do ngập lụt. Trong đó, sơ tán tập trung 194 người, sơ tán tại chỗ 2.122 người. Tại Thừa Thiên Huế, mưa lớn khiến hơn 30 tuyến đường tại thành phố Huế và nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị ngập sâu. Hàng trăm người dân ở các huyện Phong Điền, Phú Lộc và thị xã Hương Trà phải di rời khẩn cấp ra khỏi vùng thấp trũng để đến nơi an toàn. Tại Quảng Nam, từ chiều tối ngày 13 tháng 10, do mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều khu vực tại xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam bị ngập sâu và chia cắt. Một số hộ dân vùng trũng thấp như tại thôn Kiện Châu, xã Duy Sơn bị ngập. Trên tuyến đường DH8 đoạn qua xã Duy Sơn, nhiều đoạn bị ngập sâu. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chính quyền địa phương đã bám sát địa bàn, không cho người và phương tiện qua lại những khu vực ngập sâu nguy hiểm, sẵn sàng giúp đỡ di rời, sơ tán người dân đến nơi an toàn khi cần thiết. Tại Quảng Bình, tình hình mưa lũ cũng diễn biến phức tạp. Lực lượng chức năng đã chốt chặn và hướng dẫn người dân tham gia giao thông, phối hợp với địa phương kiểm tra, rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ. Để chủ động ứng phó với vùng áp thấp và mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo vùng áp thấp và mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh. Đây là vị trí vụ sạt lở đất tại km 82 800 trên tuyến quốc lộ 8A. Hơn 1.000 khối đất đá đã trút xuống, gây ách tắc giao thông cục bộ. Phải mất rất nhiều ngày các đơn vị chức năng mới có thể thông xe tại điểm sạt lở này. Nhiều lái xe mỗi khi đi qua đoạn đường này đều rất lo sợ, bất an. Lo sợ nhiều lúc mình đang đi như vậy mà nó sạt lở xuống thì mình không biết được, không thể biết được. Trước đó, tại đoạn km 83 500, cách khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo khoảng 1 km, cũng đã xảy ra sạt lở rất nghiêm trọng. Do vị trí sạt lở nằm ngay đoạn cua gấp, đường hẹp nên vẫn chưa thể giải phóng toàn bộ đất đá. Hiện vị trí này vẫn đang có nguy cơ tiếp tục sạt lở. Vùng này là vùng đặc biệt của mưa lũ, ngày nào cũng gần như có cái hiện tượng là sạt lở nó xảy ra. Thế làm ảnh hưởng đến cái việc là tắc đường. Đơn vị vừa thi công vừa đảm bảo giao thông. Đấy, ứng cứu, cứu hộ cứu nạn bất cứ đêm hôm hay là bất cứ thời điểm nào. Hiện đất đá phía ta luy dương trên tuyến quốc lộ 8A đã bão hòa do tích nước sau các đợt mưa lớn, nên mỗi lần sạt lở sẽ kéo theo hàng trăm khối đất đá trượt dài. Ở vị trí này, phần lớn cây cối đều đã bật gốc và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Ban điều hành dự án đã quán triệt tất cả các nhà thầu là về ban chỉ huy và tất cả các máy móc là nằm thường trực trên tuyến, đảm bảo là khi có hiện tượng sạt lở sẽ bố trí người và máy móc ra để thông tuyến. Theo dự báo, trong những ngày tới trên địa bàn Hà Tĩnh sẽ tiếp tục xuất hiện mưa to đến rất to, nguy cơ sạt lở đất sẽ còn những diễn biến phức tạp. Người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh và di rời ra khỏi vùng xung yếu sạt lở.
Đã gần hết năm 2023, đơn hàng của đơn vị này giảm gần 20% so với năm trước. Những vấn đề về xung đột, khủng hoảng năng lượng và lạm phát tăng cao đã làm sức mua ở hầu hết các thị trường nhập khẩu chính bị giảm sút. Do đó, để giữ lượng khách hàng cũ và mở rộng thị trường mới, chủ doanh nghiệp đã chọn giải pháp là đi bán dạo. Dạo ở các thị trường, trực tiếp chúng tôi đi các thị trường và làm thị trường cho người tiêu dùng ở các nước, cụ thể hơn đó là những kiều bào của Việt Nam chúng ta đang sinh sống ở nước sở tại. Được biết đây là sản phẩm nông sản của Việt Nam. Và khi họ sử dụng được, họ thấy được chất lượng, họ thấy được những cái mẫu mã và những cái chất lượng của sản phẩm của Việt Nam chúng ta bây giờ nó khác xưa rất là nhiều. Và họ sẵn sàng để họ ủng hộ và họ truyền bá. Không chỉ khó về thị trường, từ đầu năm 2023 đến nay, cơn bão giá nguyên liệu đầu vào cũng khiến nhiều doanh nghiệp lao đao và chịu áp lực rất lớn trong việc cân đối sản xuất. Để sống sót, họ buộc phải đưa ra nhiều giải pháp. Chủ trương của chúng tôi trong giai đoạn hiện nay là đồng hành, hỗ trợ cùng khách hàng, nên chúng tôi không ưu tiên chọn cái phương án là tăng giá trước mà sẽ là chọn phương án là giảm bớt một chút lợi nhuận, đồng thời là hỗ trợ khách hàng tăng cái sản lượng bán để bù đắp lại cái chi phí tăng cao. Từ khó khăn về mặt kỹ thuật, về nhận thức của công nhân sản xuất, chúng ta phải đào tạo lại, chúng ta phải trang bị thiết bị máy móc lại để làm sao mà phải đạt cái chuẩn. Xuất khẩu nhóm hàng nông lâm thủy sản trong 9 tháng đầu năm nay là điểm sáng đáng ghi nhận đối với tình hình xuất khẩu chung của Việt Nam. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, toàn ngành đã có giá trị thặng dư hơn 8 tỷ đô la, với kim ngạch xuất khẩu 38,5 tỷ đô la. Những con số này đã thể hiện sự nỗ lực của cộng đồng doanh nhân. Nếu mà nói về nỗ lực của doanh nghiệp, thì không ai nỗ lực nhiều bằng doanh nghiệp Việt Nam mình đâu. Thì tôi nghĩ rằng là tình hình vượt khó từ bây giờ tới cuối năm của doanh nghiệp là sẽ đạt được rất là cao. Theo các nhà kinh tế, môi trường kinh doanh phía trước dự báo còn rất nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, các doanh nhân chắc chắn vẫn ý thức được sứ mệnh của mình khi cố gắng duy trì sản xuất, kinh doanh, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động. Từ đó, hướng đến những mục tiêu tăng trưởng của ngành nông nghiệp trong năm nay. Tư vào công ty là 910 triệu. Qua những kênh là thứ nhất là nhờ qua sale của công ty, sau đó thì được những cái buổi thuyết trình về đầu tư của bà Mai Hà Trang, và tôi cũng được tham gia cái chương trình gala về nhà cuối năm của công ty. Cái thuyết trình là tham gia vào nông nghiệp sạch, tức là trồng cây rau má, và với một cái lãi suất là chính là công ty đưa ra cái bảng tính bảng biểu ấy, với đầu tư là cây rau má thì rất dễ ăn, dễ sống, trồng tháng trước tháng sau thu hoạch được ngay. Và với cái mức độ là 500 triệu cho một hecta thì sau một năm là lãi, thậm chí trả cho nhà đầu tư như thế là vẫn còn lãi nhiều lắm. Và đấy, cái đấy là cái thu hút. Họ là đi trồng rau má, sản xuất rau má để phục vụ nhân dân. Thì đến khi mà trả mọi người thì là đầy đủ tiền rồi, có lãi chứ không có cái gì khó khăn cả, họ tuyên truyền lúc đầu thế. Ngoài mức lợi nhuận hấp dẫn, hình ảnh hàng ngàn hecta rau má được trồng tại Long An, cũng như dây chuyền sản xuất hiện đại khép kín, cũng được bà Mai Hải Trang sâu chức nhà đầu tư. Được tận mắt chứng kiến và được trải nghiệm trực tiếp các sản phẩm từ rau má của công ty. Do vậy, các nhà đầu tư đã trao chọn niềm tin bằng các hợp đồng hợp tác kinh doanh. Chưa hết, hàng loạt các bài báo PR, quảng cáo được thổi phồng. Kêu gọi sự phi thường trong tất cả các cá nhân chúng ta thuộc gia đình CG Group và những người đã, đang và sắp yêu cây rau má. Chúng ta hãy cùng nhau chung tay để chúng ta tạo nên một thương hiệu quốc dân cho Việt Nam.